Xin được kính chào toàn thể tất cả các bác đã quay trở lại với cửa hàng âm thanh bãi 1977. Trước mặt các bác đây thì một cái lô loa RCF đã được bọn em chuẩn bị sẵn sàng để lên sóng sắp tới cho các bác trong cái thời gian sớm nhất. Nói chung là hôm qua em cũng live stream giới thiệu cho các bác về cái mẫu RCF này rồi. Và cái phiên bản RCF này thì cái thùng của nó thì nó đang hơi xấu một chút, nên là bên em hiện tại đang chờ cái thời gian để tút tát lại cho các bác luôn nhé. Và nói về cái lịch sử của cái lô loa này thì cũng là một cái sự kiện rất là dài. Sau 2 năm trời thì nó mới có thể về đến cửa hàng bên em. Thì cái lô này thì cái đây hơn 2 năm thì cũng đã có một chút cái trục trặc sự cố, nên là không có về được. Và cuối cùng là bọn em phải đấu giá mua lại ở từ một bên thứ ba. Thì có nghĩa là cái lô loa này nó về tới tận 2 năm trời nó mới về đến đây. Và cái mã model này á thì là mã model đời rất là cao của cái thằng RCF này. Và cũng xin vui mừng thông báo với các bác là toàn bộ cái lô loa RCF này thì bát chép sẽ được sản xuất tại Italy luôn nhé. Đây, chép là chép neo. Bát của cái model RCF này các bác sẽ thấy đây, mã model là MB12X351. Và cái này thì nó sản xuất tại Italy luôn các bác này. Và rất là đầy đủ những thông số RCF đây. Và trên thị trường thì RCF là cái mẫu mã bị làm nhái nhiều nhất. Vì là cái chất âm của nó rất là hay. Và ngoài ra thì cái RCF này á, với những cái dòng loa bãi á, thì nó rất là vừa tiền. Có nhiều cái phân khúc tiền của RCF này, kể cả loa bãi 9 triệu, 10 triệu, 11, 12 đến tầm 40, 41, 42 đến 45 triệu một đôi của RCF này nó cũng có các bác nhé. Nên là những cái dòng loa RCF của bọn em bán cho các bác thì cũng là ở phân khúc gia đình bình dân thôi. Và trên cái thị trường á thì cũng bọn em cũng tự tin khẳng định với các bác là bọn em có cực kỳ nhiều cái kinh nghiệm về cái dòng mẫu mã RCF này. Nên khi các bác mua những cái mặt hàng loa của với cái thương hiệu RCF bên cửa hàng của 1977, cửa hàng của Sâm Tốc Độ và Nam Tép, thì khẳng định 100% là các bác sẽ mua được những cái sản phẩm chính hãng của RCF luôn các bác nhé. Ở đây đấy thì cái thùng loa thì em đang vệ sinh, cho nên em chưa có lên sóng cho các bác về cái thùng loa, về cái phần tần bên trong cũng như là cái thông số chi tiết. Em chỉ coi cho các bác xem cái nội thất của cái bát chép thôi. Thằng này sẽ là từ 19 và côn 76 các bác nhé. Cái chặn loa đặc trưng của RCF này. Đấy. Và thằng này sẽ là bát màng rất là sâu. Màng cực sâu luôn. Gần vải tắm dầu nhé. Chép còn zin con chép này của nó là một con chép chất lượng luôn. Với cái mã là ND350. Sản xuất tại Italia. Đấy. ND350 các bác nhé. Lô này sẽ là hứa hẹn là một cái lô mà cũng sẽ là mang đến cho các bác rất là nhiều những cái điều mà các bác sẽ ưng ý, không rất là khó chối từ với những cái mẫu mã RCF như thế này. Và giá là thuộc cái phân khúc giá bình dân. Thời gian sắp tới thôi, 2-3 ngày nữa thì em sẽ vệ sinh xong. Vì đợt này cái thời tiết miền Bắc nó không có ủng hộ, nó đang mưa dầm, nên là có tút tát lại cái thùng loa thì nó sẽ hơi xấu một chút. Thế nên là em đang chờ cái thời gian nắng lên một chút thì sẽ tút tát lại các bác nhá. Đây, bà tép này, tháo ra toàn bộ cái lô này, tháo ra để kiểm tra cho các bác. Và những cái chiếc loa nào kiểm tra xem độ zin xịn của nó như nào. Và rất là may, toàn bộ cái lô này đều là những cái lô loa và RCF này về đến đây đều là những dòng bát zin hết luôn các bác nhá. Bát zin và tép zin luôn ở đây này. Đấy, chỉ chờ lên sóng là thôi được các bác ạ. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những cái clip tiếp theo nhá. Xin hẹn các bác với cái lô loa RCF này, xin đảm bảo là chắc chắn sẽ là cái sự hài lòng rất là lớn cho khách hàng trên thị trường. Xin chào các bác.